Chào mừng mọi người quay lại với kênh của mình là Nhị Quang. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái noise group mà mình tạo ra để dùng cho việc tạo vật liệu mắt. Tổng cộng nó gồm hai phần. Đó là phần cầu mắt. Phần cầu mắt, đây đây là noise group cầu mắt. Rất là gọn. Còn các bạn muốn vạch vọt cứu thì các bạn có thể mở nó ra như thế này và chỉnh sửa các thông số trong đây. Sau đó các bạn bấm tab để thoát ra. Và đây là những gì còn lại, rất là gọn. Các thông số cần thiết mình đã để sẵn đây rồi. Kế tiếp là một nốt nữa là làm móng mắt iris. Đây. Đây là thành quả sau cùng. Rồi chúng ta bắt đầu thôi. Các bạn tạo cho mình một file mới. Add một UV sphere. Bấm RX xoay 90 độ. Sau đó bấm thêm một cái subdivision subfile. W, bấm W chọn set mode. Rồi, kế tiếp các bạn bấm cho mình Ctrl thả ngay giữa đây, đó, chọn điểm chính giữa, bấm Ctrl cộng. Các bạn di chuyển cho nó lùi ra ngoài một chút. Bấm S đi để cho nó có độ cong nữa. Đây là kết quả. Bởi vì phần giác mạc nó lồi ra ngoài, không phải là một hình cầu, nên mình cũng làm nó lồi ra như thế này. Đó, các bạn chọn hết cái phần lồi ra. Chọn hết phần lồi ra. Bấm Shift D để đúp nó. Bấm tiếp S I trừ 1 để xoay ngược nó lại. Kéo nó thuộc lọc trong sao cho mà nhìn về từ phía bên ngoài không thấy nó. Hai cái cạnh này gần chạm nhau là được như thế này. Rồi, vậy là xong phần tạo con mắt. Kế tiếp chính là ép vật liệu. Các bạn vào setting bấm Z Z xuống nha, không Z lên. Z lên bạn phải thêm ánh sáng, mình chỉ hướng dẫn cơ bản thôi. Các bạn bấm Z xuống để lấy ánh sáng môi trường có sẵn. Sau đó vào file append, các bạn vào cái file mà mình share cho các bạn tải về á, vào meter chọn iris và sclera, chọn hai cái này rồi bấm append. Đó, các bạn chọn con mắt chúng ta vào material, chọn sclera. Rồi tiếp tục các bạn bấm tab, chọn cái phần giác mạc bên trong, phần cầu lõm vô trong như thế này nè. Bấm L, rê chuột vào bấm L, sau đó chọn nó. Tiếp tục add thêm một meter nữa, đó là iris. Bạn bấm assign click vào xong kéo xuống chứ. Các bạn có thấy nó bị xoay xuống đúng không? Bởi vì hồi nãy mình có xoay con mắt nó một góc tích 90 độ đó. Giờ các bạn bấm Ctrl A chọn apply rotation. Ok, và nó đã trở thành như thế này. Chọn material này, các bạn vào tab render chỗ screen space reflection này, tích vào, sau đó tích vào refraction, tích vào. Đấy, chúng ta đã có một con mắt. Ok,
Giờ mình hướng dẫn các bạn các thông số. Đầu tiên là group tạo cầu mắt. Các bạn có thể xem, nó sẽ tạo một phần mạch máu và phần giác mạc đây. Rồi mình đi vào cái thông số của nó. Cái size, size này chính là size giác mạc. Cái phần trong suốt của con mắt. Bạn có thể tăng, giảm. Cái RAM này á, RAM này chính là chỉnh cái độ độ nhòe. Mình cũng không biết gọi nó như thế nào chính xác. Nhưng mà cái phần độ mờ, phần giao nhau bạn kéo xuống dưới, kéo hết cỡ xuống dưới thì cái phần trong suốt này và phần con mắt màu trắng nó sẽ có một đường cứng. Bạn phải tăng lên, à nhầm rồi, tăng RAM lên để cho nó mềm hơn cái này. Rồi đây là phần size. Cái tiếp là phần màu. Ở đây có ba màu, mình mặc định cho nó là ba màu. Màu đỏ chính là màu mạch máu và phần sau mắt màu đỏ này bạn có thể chỉnh để thay, để xem xét. Thấy không? Đó, đây là màu đỏ. Phần màu vàng vàng này chính là cái phần giao tiếp, phần giao tiếp giữa mạch máu và phần giao tiếp giữa bên trong và bên ngoài cầu mắt. Mình thêm chút màu vàng cho nó có gì đó đặc biệt. Và cuối cùng là màu trắng. Màu trắng chính là màu của con mắt màu trắng. Các RAM này dùng để kéo, thực tế nó giống như là cái color RAM gì đó, mình đặt tên nó là RAM thôi. Bạn có thể kéo, ví dụ như màu đỏ, mình kéo như thế này sẽ đỏ về đầu đó. Màu vàng cũng có thể kéo đấy, màu trắng cũng có thể kéo. Chung các bạn cứ chỉnh tùy thích. Rồi phần màu sắc xong rồi, kế tiếp là phần mạch máu. Mạch máu thì có một số thông số như thế này: number, số lượng mạch máu, càng kéo càng nhiều, giảm càng giảm càng ít. Mình để mặc định là 10. Còn một số thông số phát noise detail này là chỉnh độ chi tiết của mạch máu, giống như detail. Các bạn tăng giảm và sẽ thấy sự khác biệt noise. Phần RAM này là điều khiển quản lý cái phần lồi lõm của mạch máu. Giờ mình thử kéo RAM lên 100 thì cái đường nổi của mạch máu nó sẽ chạy ra tới ngoài giác mạc luôn. Như thế này là không đúng, mạch máu ở đâu thì nó chỉ chạy đó thôi, nên mình sẽ giảm RAM lại. Đây các bạn thấy đường mạch máu nó sẽ giảm lại, không thể giảm về không nhé. Thế này. Rồi phần strain chính là cái độ độ nổi của mạch máu. Mình tăng lên thì nó sẽ như thế này. Gân guốc. Một mạch máu thì ai lại gân guốc như thế. Mình sẽ giảm xuống. Các thông số mặc định là các thông số mình cảm thấy khá ổn. Các bạn có thể chỉnh thêm. Rồi. Ở đây có ba đầu ra, các bạn nối theo mình. Color và color transmission và transmission, normal và normal. Vậy là xong phần cầu mắt. Tiếp là phần
con ngươi bên trong đây. Bạn chuyển qua phần iris đây, iris cũng như tương tự như vậy. Đầu tiên là size sẽ là kích thước con ngươi, bạn cứ chỉnh đây. RAM này á cũng như nãy, độ mờ, độ mịn, màu. Ở đây con người mình có hai màu, do đây màu thứ nhất là màu nằm bên trong, màu thứ hai là màu nằm bên ngoài. Kế tiếp là pupil là cái lỗ đen là gì nhỉ, lỗ con người, pupil lỗ con người. Ồ, cái này mình sai rồi, đáng lẽ không có chữ L đâu, pupil thôi. Sai đây là sai con người. Đây, RAM này cũng tương tự. Đấy, kéo hết vô là nó không có độ nhòe. Kéo ra có độ nhòe. Mình có thêm một cái cat eye này là mắt mèo. Mắt mèo là sao? Mình kéo lên, nó sẽ ra mắt mèo. Tăng size lên. Đấy, nó ra mắt mèo. Ở đây có một cái thông số màu sắc là hue. Cái hue này rất là hay. Bình thường các bạn chỉnh màu ở đây không đẹp, nhưng mà vào hue nó sẽ đẹp. Hue mặc định cơ bản là 0.5 nha. Ví dụ mình ở đây mình chuyển tí xanh. Rồi xanh này ít quá đúng không? Các bạn tăng RAM lên, xanh nó sẽ bự hơn, nhiều hơn. Này tăng RAM, giảm RAM đó. Đó các bạn bấm hue. Nó sẽ đổi màu mắt. Thấy không? Bấm hue cái là ra số đẹp. Từ từ để mình coi từ này phải đọc là hue không. Hue. Chả biết nữa, hue. Huế. Mình đọc là huế đi. Rồi cat eye thì tăng RAM con lỗ người lên. Đấy, giảm kích thước con người lại. Ok, và chúng ta đã có mắt mèo. Nếu các bạn không thích mắt mèo, các bạn kéo về một sẽ trở lại bình thường. Giảm RAM xuống đấy. Rồi phần len có number như cũ, phát như cũ, noise, trend, metallic. Cái metallic này á chính là cái thứ khiến con người nó ảo. Đây, nó bóng bóng chiếu chiếu theo ánh sáng, rất là hay. Đấy, hay không? Quá hay. Rồi, vậy là bài hướng dẫn sử dụng iNode Group của mình đến đây là kết thúc. Nói chung cũng chả có gì ghê gớm. Các bạn cứ vọc các thông số như thế này. Rồi, nếu các bạn có thắc mắc hoặc góp ý gì á, thì các bạn có thể đặt câu hỏi cho mình trong group Discord. Mình mới tạo cái group này. Discord. Ok. Rồi, nội dung video này đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau nhé. Tạm biệt.